Phật ngày nay dâng hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian. Đạo Phật ngày nay dâng hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian. Đạo Phật ngày nay dâng hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa tất cả quý thầy, quý sư cô, đây là cái mùa cuối cùng của cử nhân đối với tăng ni của phân khoa triết học đó, thì hầu như ta đã đi hết 80% đoạn đường rồi. Trong thời gian nghỉ Tết vừa qua đó, có một số anh em gọi điện thoại nói là học cái môn này thiệt thòi quá. Lý do mà họ đưa ra về sự thiệt thòi đó là điểm của bên triết nó thấp hơn các bộ môn khác. Đúng vậy không? Đề thì khó hơn phải không ạ? Điểm thì thấp hơn, học thì nhiều hơn, nhưng mà thành quả là xứng đáng nhiều hơn. Người ta là quên cái phần quan trọng ở cuối cùng đó. Cái bản kinh Kim Cang này nó sẽ giúp cho mình tăng cường được cái phần quan trọng đó, tức là trí tuệ đó. Cái gì được huấn luyện bằng một sự nỗ lực gian truân khó khăn mà thành quả của nó đạt được ở mức độ thiên tốn, điều đó cho thấy là ta nỗ lực có kết quả. Trong phiên họp của hội đồng điều hành trước Tết á, thì chúng tôi cũng có nêu cái ý này ra, và rất mong tất cả các vị trưởng bộ môn cũng như là các giảng viên của học viện đó cần phải chấm điểm gắt cao hơn. Ai đáng rớt thì ta đánh rớt, còn ai giỏi đó thì hạ xuống khoảng chừng 1%. Tại vì các trường đại học nổi tiếng trên thế giới đều là những trường đánh rớt nổi tiếng, cho nên ai còn rơi rớt lại là những hạt lúa chắc thôi, giống như Kinh Pháp Hoa nói. Nghe nói thì giống như sát thủ. Nói như thế để chúng ta thấy là đừng nên quan trọng cái vấn đề mà điểm hạng đó, vì ta học theo tín chỉ đó, thì cái phương pháp luận là chính, nội dung á là cái quan trọng, và tất cả những cái yêu cầu của học đường đó chỉ là một phần thứ yếu. Lúc đó nếu ta học ở nhóm triết học, điểm nó gắt hơn là ở những nhóm khác ta không bằng tâm, vì ta biết là cái thành quả mình đạt được ở cái việc học với điểm thấp như thế này là cái gì. Với một sự tri túc gắn liền với chất liệu của kim cương thì có lẽ là chúng ta sẽ không có buồn khi thấy những vị pháp hữu của mình học điểm cao hơn ở các bộ môn khác. Và đây cũng là cái cách để chúng ta xóa từ từ cái thói quen về điểm hạng đó. Bài đầu tiên mà chúng ta sẽ học về kinh này đó là năng lực tuệ giác. Thì trong phần đầu tiên mà chúng ta sẽ học là năng lực tự giác, chủ yếu là ta phân tích về tựa đề của bài kinh, mà tầm quan trọng cũng như là giá trị trị liệu của nó đó về phương diện thực tập và tâm linh rất là có ý nghĩa. Cách thức đặt tựa đề kinh của kinh điển Đại Thừa đó nói lên được hết mấy mươi phần trăm của vấn đề. Nó giống như là một tác phẩm văn học hiện đại. Những gì nội dung chính yếu nó cần đề cập đến thì bản kinh đó được thể hiện qua tựa đề của nó. Trong tầm nhận thức bao quát đó, thì ta phải hiểu rõ rằng là kinh Bát Nhã, đặc biệt là Kim Cương Năng Đoạn Bát Nhã Ba La Mật, là một trong những bản kinh Đại Thừa quan trọng nhất, và nó ra đề trong một cái bối cảnh sớm nhất của toàn bộ cấu trúc nền tảng của kinh điển Đại Thừa. Do vì nó ra đề trong một cái bối cảnh sớm, cho nên cái chức năng dẫn đạo để tạo ra cả một cái khuynh hướng nhập thế của triết học Đại Thừa đó, điều
phần lớn là lấy từ trọng tâm của kinh này. Hay nói cách khác là đạo Phật Đại Thừa trong giai đoạn sơ khởi với nền tảng của dân học Bát Nhã đó là một đạo Phật tuệ giác. Nó khác hoàn toàn với các khuynh hướng đạo Phật của tín ngưỡng, đạo Phật của phong tục tập quán, đạo Phật của những ảnh hưởng tương tác trong các mối quan hệ xã hội văn hóa lúc bấy giờ. Nhưng sau giai đoạn của nền dân học Bát Nhã thì ta thấy là đạo Phật bắt đầu có hơi hám của đa thần giáo theo công thức tùy duyên phương tiện, là sử dụng các dữ liệu văn hóa của các tôn giáo này thành một công cụ để phục vụ Phật học. Cái hay của nó là nó đáp ứng được cho các thành phần của đại quần chúng, nhưng cái dở của nó làm cho giới trí thức sẽ bắt đầu nhàm chán vì cái hiệu ứng tiếp cơ thông qua tiếp biến văn hóa đó đã không còn được lưu giữ như chủ trương ban đầu mà các vị tổ sư của truyền thống Đại Thừa đã áp dụng đó. Cho nên so về bản chất của các loại văn học Đại Thừa đó thì phải nói rằng là Bát Nhã có chỗ đứng tuyệt vời nhất. Và nếu trong giai đoạn hiện đại này ta sử dụng văn học Bát Nhã làm nền tảng để nhập thế, chúng tôi tin chắc rằng là sự thành công của chúng ta sẽ rất cao. Bản năng của tự giác là có khả năng khai mở trí tuệ, giúp cho hành giả có thể đi từ khổ đau đến hạnh phúc, triền phược đến giải thoát, bế tắc dẫn đến sự khai thông. Bởi vì nó chính là chiếc chìa khóa vạn năng để mở cửa. Chỗ nào có chiếc chìa khóa của trí tuệ, chỗ đó mọi thứ được viên thông vô ngại. Trong lịch sử của thiền học Trung Hoa, ta thấy rõ là Tổ Hoằng Nhẫn là nhân cách đặc biệt, cũng có thể nói là đầu tiên của lịch sử Phật học tại Trung Quốc, sử dụng bản kinh Kim Cang Năng Đoạn làm tụng bản để hành trì. Và hầu như là các đệ tử tại gia của ngài ai nấy đều thuộc lòng bản kinh này. Còn người xuất gia thì ta biết là ngoài cái thuộc lòng còn hiểu và ứng dụng nó nữa. Từ đó nó dẫn đến một cái điển tích hết sức là lý thú, và nó cũng mở ra một bước ngoặt mới cho lịch sử thiền học tại Trung Hoa. Tức là ngài Lục Tổ Huệ Năng chứng đắc được phần khai tâm mở trí trong giai đoạn đầu là chỉ do nghe được một câu kinh của Kim Cang mà tất cả chúng ta đều thuộc: ưng vô sở trụ, nhi sanh kỳ tập. Như một nghệ thuật của sự buông xả, tháo dỡ các chấp trước, mà vốn dĩ cái dòng cảm xúc, thái độ, thói quen của con người đó, nó như là những cái cục nam châm, gắn nó có mặt chỗ nào là nó hút, nó dính vào chỗ đó. Và câu kinh đó được xem như là tinh hoa của bản kinh này. Ai có được thái độ ưng vô sở trụ thì người đó được xem là đang sống với trí tuệ kim cương. Ai sử dụng độ năng lực của kim cương vô sở trụ thì người đó sẽ thông dong vô ngại ở trong cuộc đời này. Năng lực của tự giác kim cương có thể giúp cho chúng ta phá tất cả những chấp trước đến độ là sạch sành sanh, nhổ lên đến tận gốc rễ của nó bằng lưỡi kiếm, mà việc chặt nó vào chỗ nào, chỗ đó chắc chắn là nó đứt tận gốc rễ chứ không có dây mơ rễ má còn lại, và nó cũng còn có khả năng tái sống lại trong sanh tử luân hồi. Mỗi nỗi khổ hay là các tình huống của niềm đau, những sự chấp trước và nhiều cái bế tắc khác nữa đó, khi mà ta chặt nó không đến tận gốc rễ đó thì cái việc mà tái phát sinh của nó đó làm dẫn đến những cái tình trạng kiến chấp làm cho chúng sinh bị rơi rớt trong sanh tử luân hồi đó, nó sẽ nhiều hơn là trong tình huống ta chưa đụng đến nó. Nó giống như là đi cai nghiện mà không nỗ lực hết mình á, thì cái thời gian 18 tháng ở trong đó nó làm cho người này trở thành đối khác nhiều hơn về các cái khoái lạc ảo giác trong bộ não. Do đó sử dụng thanh cương kim cương đó thì việc chặt đứt nó giống như là cái cây ta la đã đứt ngọn, không còn cơ hội tái phục sinh. Và trong sinh tử luân hồi, nỗi khổ niềm đau thể hiện qua các chấp trước cũng cần phải được xử lý
bằng cách thức như thế. Bao quát về giá trị của bản kinh này để chúng ta thấy là cái việc mà nghiên cứu về văn bản học của nó đó là một điều hết sức là cần thiết. Chúng ta may mắn là còn được nguyên bản tiếng Sanskrit, và hiện nay nó đã được dịch ra nhiều ngôn ngữ trên thế giới bên cạnh 6 bản dịch căn bản ở trong chữ Hán. Bản dịch tiếng Anh của Conger rất là ấn tượng, và ông cũng là cái người dịch gần hết toàn bộ nền văn học Bát Nhã ra tiếng Anh, bây giờ đã được xuất bản khắp thế giới. Nhờ bản dịch tiếng Anh đó mà hiện nay đó có khoảng gần 50 ngôn ngữ đã dịch bản kinh này ra để giúp cho quần chúng nói ngôn ngữ đó có thể tiếp cận được Phật pháp mà không cần phải có kiến thức về văn bản học, và nhất là ngôn ngữ Sanskrit thì rất khó. Trong 6 bản dịch này thì ta thấy là bản dịch 1, 2 và 3 đó không dùng đến cái tính năng trị liệu của bản kinh, đó là Chedika, tức là năng đoạn, chặt đứt. Lý do nó như thế nào thì lát nữa chúng ta sẽ tìm hiểu. 3 bản còn lại, đó là 4, 5 và 6 đó, dầu dịch sát nghĩa hay là dịch tóm tắt hoặc là thêm cái chữ Phật thuyết vào, thì ta thấy cái điểm chung nhất của đó là giữ được là kim cương năng đoạn. Kim cương là một loại vụ, năng đoạn nó về tính dụng. Cái tính dụng đó sẽ khó có thể được hiểu một cách trọn vẹn nếu ta không để cái hình ảnh, mà hầu như đề cập đến không ai không biết. Kim cương có thể nghiền nát tất cả mọi thứ nhưng không có gì nghiền nát được nó. Kim cương có thể cắt đứt được tất cả mọi kim loại nhưng không có kim loại nào có thể sánh ví bằng độ cứng của nó được. Bản dịch của ngài Kumara Thập, Kumarajiva thì được ấn hành vào năm 402, vốn được xem như là định bản ở trong thế giới của Phật giáo Đại thừa, và là cũng là bản được tụng trì rộng rãi nhất, nghiên cứu nhiều nhất, và phần lớn người ta thuộc nó cũng là ấn tượng nhất. Bản dịch này đã tỉnh lược đi cái chữ Chedika là năng đoạn, chứ hắn chỉ ghi đơn thuần là Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật Kinh, Ba La Mật hay là Ba La Mật Đa thì nó cũng là một cái cách phiên âm thôi, nó không có gì đến thay đổi ý nghĩa. Bản thứ hai của ngài Bồ Đề Lưu Chi Biriruchi thì có tên gọi tương tự, được dịch vào thời Ngụy khoảng năm 508. Mặc dù bản dịch của ngài Kumara Thập là thành công nhất rồi và nó cũng là cái bản dịch sớm nhất, nhưng mà sau đó vẫn còn tiếp tục có 5 bản dịch khác. Điều đó cho thấy là cái phong cách học thuật của người Trung Quốc là đáng học hỏi. Tức là không nên thỏa mãn bất cứ một thành quả nào có trước. Và ngài Kumara Thập là người Ấn Độ, dĩ nhiên cái kiến thức về ngôn ngữ Trung Quốc của ngài cũng không thua kém gì người Trung Quốc nào. Do đó cái độ chuẩn xác về bản dịch thì tương đối là đảm bảo. Phong cách dịch đó rất là dễ hiểu, ngôn ngữ sử dụng với cái cấu trúc tứ tự khá ấn tượng. Ấy thế mà các bản dịch khác cũng của ba nhà dịch giả Ấn Độ với những sự hợp tác và trợ lý về vấn đề văn phong của người Trung Quốc lại được tiếp tục ra đời, cho thấy là cái nhu cầu của học thuật chân chánh nó cần phải được tiếp nối, chứ không nên thỏa mãn rằng đã có bản dịch trước rồi thì chúng ta không cần, không nên làm thêm, vì làm như thế là dư thừa. Trong học thuật không có gì là dư thừa, thậm chí chỉ đính chính một vài từ thôi người ta cũng cần phải làm. Bản dịch của ngài Chân Đế Paramattha thì cũng có cái tựa tương tự như là bản dịch 1 và 2 xuất hiện vào đời Trần thế kỷ thứ 6. Người ta chỉ biết là khoảng thế kỷ thứ 6, còn niên đại chính thức của nó hay là chính xác của nó thì không ai rõ được hết. Bản thứ 4 của ngài Đạt Ma Cấp Đa Dhammakutta thì cũng có chi tiết hơn ở chỗ là ghi đủ cái chức năng trị liệu của kim cương, đó là năng đoạn, có mặt vào thời tùy đầu thế kỷ thứ 7. 2 bản dịch 5 và 6 là của người Trung Quốc, ngài Quyền Trang
với tựa đề rất là ngắn gọn: Năng đoạn kim cang phần, tức là nó là cái phần hội thứ 9 ở trong 16 hội của bộ Đại Bát Nhã Kinh, xuất bản vào thời Đường giữa thế kỷ thứ 7. Thì đây là một cái bản dịch có phong cách nghiên cứu học thuật số 1 ở trong 6 bản dịch chữ Hán cho đến bây giờ. Phong cách dịch thuật đó rất trung thành với bản nguyên tác, và do đó nếu ai muốn tham khảo chuyên sâu hơn, nếu không có thời giờ thì ta chỉ cần đọc cái bản số 1 và bản số 5. Bản số 1 là để hiểu cái nghĩa liễu nghĩa, đọc tới đâu là hiểu tới đó. Bản số 5 của Ngài Quyền Tráng là để tham khảo thêm những cái điểm di biệt, và nó tạo ra chúng ta nhiều cái ý niệm trong việc so sánh đối chiếu và nắm bắt được nội dung của bản này nhiều hơn, và từ đó ta có thể hiểu rõ hơn. Ví dụ ở trong bản của Ngài Quyền Tráng á, thì chữ tướng á, đã được đính chính thành là chữ tưởng, đó chính là chữ tướng với chữ tăng. Ở trong nguyên bản Sanskrit nó gọi là Sanya, Sanya là tưởng. Bốn tướng đó, nó thực ra nó là bốn tưởng, chứ cái tướng thì không đúng. Vì người Trung Hoa có thói quen là sử dụng chữ tướng và tưởng ở trong các bản đó, giống nhau. Thì điều đó nó dẫn đến cái sự hiểu lầm rất lớn ở trong vấn đề thực tập và hành trì bản kinh này. Hiểu theo cái nghĩa tưởng thì nó là một sự chấp mắc, hiểu theo cái nghĩa tướng đó, nó là một thực tại. Và giữa thực tại dẫn đến một sự chấp mắc đó, rõ ràng nó có một khoảng cách rất là lớn. Vấn đề mà Đức Phật nói trong đây càng phải dùng cái lưỡi kiếm kim cương để chặt đứt là bởi vì cái tưởng của con người nó bị trật. Ngã, nhân, chúng sinh, thọ giả, bản chất của những cái đó nó không phải là sự chấp mắc, nhưng mà nhận thức sai lầm về chúng dẫn đến sự chấp mắc. Do đó cái bản của Ngài Quyền Tráng sẽ giúp cho mình đính chính những cái điểm mà có thể dẫn đến sự hiểu sai ở trong các bản dịch còn lại. Do đó chúng tôi đề nghị là quý vị nên đọc cái bản này. Bản cuối cùng của Ngài Nghĩa Tịnh thì thêm hai chữ là Phật Thuyết Năng Đoạn Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật Đa Kinh. Cái cấu trúc của Năng Đoạn Kim Cang này nó khác với lại cái năm bản dịch còn lại. Ở trong chữ Hán, trong tiếng Sanskrit thì nó gọi là Vacha Chedika, tức là Kim Cang Năng Đoạn. Còn Ngài dịch là Năng Đoạn Kim Cang. Nói chung là đặt trước hay đặt sau thì nghĩa của nó cũng không có thay đổi. Vấn đề ở chỗ là cái ưu tiên về sự nhấn mạnh là cái tính năng chặt đứt hay là kim cang như là một cái nguồn để dẫn đến sự chặt đứt. Như vậy là cái dụng ý của Ngài Nghĩa Tịnh ở đây á, là muốn nhấn mạnh đến cái tính năng chặt đứt, cho nên mới nói đến chữ năng đoạn đưa lên đầu, ngược lại với cái cấu trúc của tiếng Sanskrit mà lẽ ra là không nên. Còn các bản dịch còn lại thì người ta giữ nguyên như thế. Thì bản này được dịch vào thời Đường vào thế kỷ thứ 8. Đề cập đến các bản dịch tiếng Việt để chúng ta có thể tham khảo đó, thì cho đến bây giờ nó có khoảng là 30 bản dịch, nhiều lắm. Và nó cũng không cần thiết để chúng ta đọc hết, bởi vì tất cả các bản dịch tiếng Việt đều dựa trên bản dịch của Ngài Kumala Thập. Ở đây chúng tôi liệt ra 6 bản thôi, căn bản. Và 6 bản dịch này nó đều riêng bản thứ 6, 5 bản đầu đều có trong trang web và tủ sách Phật học.com. Hoặc là quý vị có thể lên search ở trên Google, nó đều có hết. Bản của Hòa Thượng Trí Tịnh có thể là một trong những bản dịch sớm nhất ấn hành ở trong tác phẩm Kinh Tam Bảo của Hòa Thượng soạn cách đây mấy chục năm. Sau đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Tiền Hoa được in ở trong bộ Phật Phổ Thông, và được xem là cái bản được nhiều chư tôn đức đang lãnh đạo giáo hội hiện nay đã từng học qua. Bản của Hòa Thượng Huệ Hưng á, chủ yếu là dịch từ cái quyển Kim Cang Giảng Lục của Ngài Thái Hư, và lưu bố một giai đoạn, bây giờ thì nó hiếm để tìm thấy ở trong các thư viện lắm. Bản của Thầy Sư Dứt Hạnh á, thì được ấn hành ở trong Thiền Môn Nhật Tụng mà chúng tôi đã trích lại ở trong quyển Kinh Tụng Hàng Ngày vào năm 1994. Thì cái Thiền Môn Nhật Tụng năm 2000 là được bổ sung thôi, còn thời điểm trước đó thì nó không nằm ở trong cái Thiền Môn Nhật Tụng, nó là một cái bản in lẻ. Còn bản thứ 5 của Hòa Thượng Di Luật dịch thì nó rất là sát văn, rõ nghĩa, và đã có khuynh hướng là dưới giải theo phương diện thiền học của Công Án và Thoại Đầu đó. Do đó quý vị cũng nên tham khảo bản này.
Còn cư sĩ Đồ Nam dịch bản Kim Cang Chư Gia thì vốn là một cái tập hợp của các nhà luận sư, các pháp sư Trung Quốc lý giải về kinh Kim Cang. Hiện nay trong tục tạng thì ta thấy nó có khoảng 30 mấy tác phẩm như thế, chưa nói đến những cái tác phẩm hiện đại nghiên cứu về nó. Thì Kim Cang Chư Gia tập hợp hết tất cả những cái nhận xét hay nhất về từng câu chữ và đoạn ở trong cái bản Kim Cang Năng Đoạn này. Thì bản chữ Hán nó cũng đã có lưu hành, bản dịch tiếng Việt thì bây giờ nó cũng khan hiếm lắm. Vì nếu mà có được cái này để tham khảo, sau này dẫn chứng trong các vấn đề thuyết giảng đây đó, chúng tôi cho rằng nó rất là có chiều sâu. Đó là 6 bản dịch mà quý vị có thể tham khảo. Nếu không có thời gian, ta chỉ cần đọc 2 bản, bản của Thiền sư Nhất Hạnh để liễu nghĩa, bản của Hòa thượng Di Lực để có thể nắm sát văn. Hòa thượng Di Lực là một vị thiền sư người Trung Quốc tịch mấy năm gần đây, có rất nhiều các cái bản sớ giải và phân tích các bản kinh với hình thức rất là ngắn gọn và nội dung của nó rất là có chiều sâu. Cái chủ đề của bài học đầu tiên ngày hôm nay đó là năng lực tuệ giác. Năng lực tuệ giác đó được thể hiện ở trong tựa đề của bài kinh. Trong tiếng Sanskrit gọi đủ đó là Vacha Chedika Pranya Paramita Sutra. Thì ở đây chúng ta thấy là nó được ráp nối bởi 2 từ. Mỗi từ đó, nó gồm có 2 phần ráp lại. Vacha là kim cương, Chedika là năng đoạn, Pranya là bát nhã, Paramita đó Ba La Mật Đa, Sutta là kinh. Thì kinh tựa đề của nó trong chữ Hán được dịch Kim Cương Năng Đoạn Bát Nhã Ba La Mật, rồi thêm chữ Đa, không thêm chữ Đa cũng được. Để cấu trúc của Kim Cương Năng Đoạn hay là Năng Đoạn Kim Cương là tùy theo cái sở thích của chúng ta. Như chúng tôi vừa nói là cái tầm quan trọng về phương diện nhấn mạnh ở chỗ nào thì chúng ta có thể đảo ngược hai cái này không sao cả. Còn tiếng Việt thì ta có thể dịch nôm na là kinh dạy về trí tuệ tuyệt hảo, như là viên kim cương, hay là có khả năng cắt chém như là viên kim cương. Hoặc là một cái nghĩa thứ hai của chữ Vacha đó là cái búa thiên lôi sấm sét á. Khi mà dùng với cái nghĩa là búa thiên lôi, tiếng sấm sét vang rền ở trong không gian đó, thì cái độ chặt chém của nó sẽ không mạnh như là cái tính năng của viên kim cương. Mà ở đây nó nói về cái ảnh hưởng lan rộng, làm cho cái tâm trạng của con người nó bị khủng hoảng. Tất cả những cái chấp trước, những cái nỗi khổ, những niềm đau nó bị rung cầm cập, giống như cái tiếng sấm sét rền vang một cái là mọi thứ là mình nghe muốn điếc lỗ tai. Mọi kiến thức trước đây trở thành bị điếc, mọi thấy biết trước đây trở thành như là bị mù dưới cái cơn sấm sét của kinh Kim Cương này. Cái tựa đề như thế chúng tôi cho rằng là rất là ấn tượng, giá trị của nó rất là đặc biệt. Trong các bản dịch tiếng Hán thì bản dịch 1, 2, 3 chúng ta thấy là Chedika đã được tỉnh lược dưới cái dụng ý là khi ta nói đến con dao thì ta không cần nói con dao này có cái khả năng chặt cắt, nó vẫn được mặc nhiên hiểu là như thế. Đó là lý do mà các vị dịch giả trong bản dịch 1, 2, 3 không đề đến cái việc năng đoạn để làm gì. Ta nói con dao là để cắt, hay con dao cắt rất là bén, hay là con dao, đó là tùy theo sự lựa chọn. Nếu ta muốn ngắn, ta chỉ cần nói là con dao. Nếu muốn nói đủ, con dao để cắt và cắt rất bén. Thì cũng tương tự, năng đoạn kim cang là nói về tính năng. Nếu muốn gọn, ta nói là kim cang là đủ, hay là kim cương là đủ. Đặt bản kinh năng đoạn kim cương này vào trong nền văn học Bát Nhã đó, thì ta thấy là nó có một cái vai trò rất đặc biệt ở hai phương diện. Phương diện thứ nhất đó, nó là một bản kinh là có cái chiều dài là vừa, không quá ngắn như là Bát Nhã Tâm Kinh, không quá dài như là các cái bản kinh còn lại thuộc cái nền văn học này. Ngắn nhất ta có thể nói đó là Bảo Đức Tạng Bát Nhã Ratnaguna, với hình thức là các cái kệ tụng đó, trong Sanskrit gọi là sloka. Tùy theo các cái cấu trúc văn phạm, các âm tiết
mà ta tính thành từng đơn vị để cho thấy là cái nền văn học này ngoài phong phú về nội dung, nó còn là phong phú về văn chương, chữ nghĩa, từ vựng và số lượng câu chữ được sử dụng trong đó. Thế đó là cái cách mà người Ấn Độ ngày xưa xem nó như là một cái kiệt tác về văn học. Cái nào càng ngắn thì nó hết sức là ngắn, cái nào càng dài thì nó phải hết sức là dài. Trong cái dài đó nó phải đủ về dân phạm, đủ về minh triết, đủ về các cái nghệ thuật tu từ, đủ về ngụ ngôn, rồi so sánh, ẩn dụ, vân vân. Thì các sloka của nền văn học Bát Nhã này nó thể hiện trọn vẹn về các phương diện vừa nêu. Bách Thiên Tụng, Sata Saha Srika là dài nhất. Vì nó dài nhất cho nên cái độ mà phổ thông của nó cũng là ít nhất. Cái gì dài quá thì nó lại không có cần thiết cho quả đại quần chúng. Nhị Vạn Ngũ Thiên Tụng, Pancha Vimsatika là gồm có 25.000 bài tụng. Nói bài tụng đây ta đừng nên hiểu nó như là một bài kệ 4 câu, mà cái chữ tụng đây nó là sloka ở trong tiếng Sanskrit đó. S, L, O, K và chữ A. Nó tính theo đơn vị dân phạm và các âm tiết của nó. Bát Thiên Tụng, Atta Saha Srika, thì nó có một cái số lượng các sloka nó ngắn hơn. Và nội dung của nó thì nó cũng độc lập, chứ không phải là ngắn dài vừa ở đây là nó giống nhau. Nội dung đa dạng về tính năng, mà chủ yếu là tạo cho chúng ta những cái công cụ để mà tháo gỡ những chấp trước ta, chặt đứt những chấp trước. Văn Thù Bát Nhã thì gồm có 700 bài tụng. Thì 700 bài tụng này được gộp lại với cái bản thứ 6, đó là Kim Cang 300 bài tụng đó, và bài gộp với thứ 4, thứ 5, thứ 3, 3, 4, 5, 6, nó trở thành một cái nền văn học từ đó là khá phổ biến. Mà Ngài Huyền Tráng thì chọn từ thứ 2 đến thứ 4 để dịch và tổng hợp thành là 600 quyển Bát Nhã, hình thành ra một cái nền văn học Bát Nhã rất là đồ sộ. Tại Việt Nam hiện nay thì ta đã có được vài bộ dịch ra tiếng Việt rồi. Bộ của Hòa Thượng Trí Nghiêm ở Nha Trang được xuất bản dưới hai ấn bản, một ấn bản của Hòa Thượng Tịnh Hạnh Đài Loan. Ấn bản thứ hai đó thì gần đây được Hòa Thượng Tệ Sĩ biên tập lại đến chính. Và ấn bản đó được lưu hành khá rộng rãi ở cộng đồng hải ngoại. Trong nước thì chưa được lưu thông lắm. Bản dịch của Hòa Thượng Trí Tịnh đó là một cái bản dịch ngắn hơn và được thọ trì đọc tụng ở một số chùa đại thừa, cho nên ít nhất là ta có được hai dịch bản, bản dài, bản ngắn của Hòa Thượng Trí Tịnh và Hòa Thượng Trí Nghiêm. Còn Năng Đoạn Kim Cương thì ta có đến nhiều bản dịch khác nhau trong tiếng Việt. Như vậy là để tham khảo rộng thêm về cái nền văn học này đó, thì ta đã có đủ điều kiện để đi vào. Còn Tâm Kinh đó là cái bản ngắn gọn nhất, không nên được hiểu là rút gọn. Và tương tự, Năng Đoạn Kim Cương không nên được hiểu là cái bản kinh rút gọn của cái nền văn học Bát Nhã. Mỗi bản kinh nó có một cái cấu trúc nội dung và giá trị của nó cũng khác nhau. Nếu tôi hiểu Prajna, tức là trí tuệ, như là một hệ thống tư tưởng đó, thì trước nhất ta phải thừa nhận rằng là cả hai truyền thống Phật giáo Nam Tông và Bắc Tông đều đi từ góc độ của từ bi và kết thúc ở tự giác. Nếu ta lấy lục ba la mật và thập ba la mật của hai truyền thống để làm nền tảng, cái 13 la mật của Phật giáo truyền thống đó, thì ta thấy trong đó nó có yếu tố xả ly đó, đóng một vai trò khá quan trọng, bởi vì nó gắn liền với đời sống tâm linh của người tu, phát xuất từ từ bi như là một động cơ để nhập thế. Mà nếu ta không có xả ly đó, thì cái từ bi này dễ dàng bị hạ thấp xuống, kéo xuống trở thành là tình cảm, và hành giả dấn thân vào cuộc đời có thể bị sê sụn. Cho nên qua đến cái nền văn học Bát Nhã, và cụ thể với sự rút gọn lại thành là sáu ba la mật đó, thì ta thấy là cái phần trí tuệ đó được nhấn mạnh giảm bớt đi cái phần xả ly, để cho phần nhập thế được mạnh bạo hơn. Cái là nền tảng của trí tuệ cho phép ta có một cái niềm tin vững rằng là ta nhập cuộc,
với cái sự rủi ro có thể có. Không sao hết á, rớt thì cứ rớt, ai rớt thì cứ rớt, ai đậu thì cứ đậu, để cho cuộc đời này nó được lệ lạc, an vui nhiều hơn. Mà ngày nay đó, nền giáo dục hiện đại đã mạnh dạn làm như thế. Sinh viên cử nhân năm 4 xuất sắc có thể được sử dụng làm trợ giảng cho các giáo sư bận rộn ở năm thứ nhất, để giúp cho những sinh viên này có thể phát huy được. Thì ngày nay thì mặc dầu không nói như thế với một chủ trương, mà nhiều tăng ni của chúng ta đang học ở các trường Phật học vẫn là những người giảng viên ở những cái lớp giảng dạy khác nhau. Độ thành công cũng có. Khi ta làm với tư cách là một vị giảng sư đó, thì cái độ thách đố đó nó không dựa trên cái cơ sở rằng là vị giảng sư này tốt nghiệp tiến sĩ, hay là một vị hòa thượng, hay là một vị học tăng, hay là một người không có học theo trường lớp gì hết. Mà vấn đề chỗ là thông qua lời giảng đó đó, cái người nghe tiếp nhận được cái gì. Cái độ thách đố trong giai đoạn này tôi nói là thách khá cao. Và ai đáp ứng được thì theo cái sở trường, thì theo cái hướng đi của mình, thì người đó sẽ có thể có một cái chỗ đứng, tạm gọi nói theo ngôn ngữ của con người chút xíu, để có thể tìm những cái niềm hạnh phúc trong chuyện phụng sự của mình, trong lúc mà mình đang nỗ lực kiện toàn cái chất liệu tuệ giác như là một năng lực chặt chém tất cả những nỗi khổ và niềm đau. Bát nhã có thể được định nghĩa trước nhất như một cái loại trí tuệ phán đoán các giá trị liên hệ đến văn hóa, đạo đức và nhận thức, để giúp cho chúng ta thông qua các phán đoán đó không bị những cái phản ứng phụ. Kiến thức thế học thì nó là một cái loại để tích tụ đó. Và ai có nghệ thuật và phương pháp tích tụ đó, thì dần dà ta sẽ trở thành như một cái kho chứa. Mà kho chứa đó nó không có đủ khả năng để xử lý những nỗi khổ niềm đau. Nó có thể là một cái sở di chướng nữa. Do đó trí tuệ prajna của bát nhã thì rõ ràng nó không có rơi vào tình huống tương tự. Phán đoán trí tuệ là một cái phán đoán giá trị, mà mỗi khi chúng ta tạo ra một cái nhận thức thì hành động luôn luôn là đạo đức, chứ không có cái gì đi ngược lại với nó. Năng lực của bát nhã thì nó có khả năng soi thấu thực tại như chúng đang là. Thực tại đó là gì? Duyên khể, nhân quả, vô thường, vô ngã. Bốn tiêu chí này là thước đo rất quan trọng để soi thấu thực tại. Như vậy, để có được trí tuệ bát nhã, ta có thể tin từ cái cách thức của phương pháp luận Phật học trong bản kinh này, không nhất thiết phải đi theo cái mô thức truyền thống là giới, định và tuệ, mà ta có thể đi bằng cái nhận thức, nhân quả, duyên khể, vô thường, vô ngã. Từ việc cái nhận thức thấu đáo đó, bắt đầu ta khởi đi, hoặc là giới, hoặc là định, ta vẫn có thể đạt được tuệ. Như vậy bắt buộc nó phải là theo cấu trúc giới, định và tuệ, còn ngoài cái lúc đó ta không được gì hết. Có nhiều người giới mặc dầu chưa đạt được, nhưng mà cái nhận thức về nhân quả, duyên khể, vô thường, vô ngã sẽ làm cho họ từ từ rũ bỏ được những cái thói quen xấu. Vì nhận thức đúng, nó sẽ có khả năng trị liệu như là kim cương. Khi làm được như thế thì màn vô minh sẽ được xóa tan, tự ngã chấp trước sẽ bị dẹp bỏ, và con người sẽ sống thông dong tự tại hơn. Như vậy, theo một cách thức truyền thống, ta có thể hiểu tuệ giác là phần cuối cùng của tiến trình chuyển hóa tâm thức theo cấu trúc giới, định và tuệ. Và phần cuối cùng đó là khác hoàn toàn, vượt lên trên mọi phương diện của kiến thức thông thường. Còn hiểu trí tuệ như là một cái năng lực paramita, có thể được hiểu theo hai cách thức mô tả. Thứ nhất là đá bi ngạn về phương diện nghĩa đen, tạo ra một cái hình ảnh so sánh cái cấp độ giải thoát sanh thử ở cái bờ bên kia là an toàn tuyệt đối đó, với một cái hệ giá trị tâm linh ngước và vượt lên trên hoàn toàn với cái bờ mà trước đây ta đã từng bị ngã quỵ với rất nhiều cách thức khác nhau, mà chấp ngã là cái trục xây chính yếu của nó. Phần lớn các bản dịch về sau này trong nền văn học Bát Nhã không dùng chữ đá bi ngạn, mà dùng những cái tính từ để diễn tả các cái cấp độ, đôi lúc diễn tả nó như là những cái trạng ngữ để nâng cái trình độ nhận thức
và tạo ra một cái ảnh hưởng ấn tượng mạnh để cho chúng ta sử dụng cái năng lực trí tuệ này để chặt đứt nó một cách rốt ráo hơn. Ví dụ ta có thể hiểu nó như là một cái trạng thái chí cực, toàn thiện, tuyệt hảo, tối thượng, tuyệt đối, cho một cái mức độ đạt ngộ không bị giới hạn nữa. Trong ngôn ngữ có cái gì để mô tả được cái sự cùng tột của tuệ giác thì prajna là nó, chứ không còn cái nào có thể hơn được. Trong khái niệm kim cương đó, tiếng Phạn là prajna, thì nó là có hai nghĩa. Nghĩa một đó là viên kim cương, nghĩa thứ hai là chày kim cương. Chày kim cương hay là viên kim cương thì nó đều có cái chức năng giống như nhau, là nghiền nát các kim loại, các loại đá đã quý nhất đi nữa, và không có cái gì có thể kiềm ngát được được nó. Ở đây nó muốn mô tả về cái tính cứng rắn của tự giác. Ai có trí tuệ thì người đó không bao giờ trở lại đời sống của sanh tử luân hồi, không có trở lại nỗi khổ niềm đau, không trở lại sự chấp ngã, không trở lại của sự hưởng thụ tính dục, các khoái lạc giác quan. Cho nên nếu người nào có được những kiến thức về Phật học vững mà vẫn còn sống đó, thì cái đó nó chỉ là kiến thức, như là một sự tích tụ, như là một sự giáo dục, như là một sự kinh nghiệm, chứ đó không phải là trí tuệ. Đó là tính cứng rắn. Còn mô tả theo cái nghĩa thứ hai là sấm sét của thằng Thiên Lôi đó, thì nó muốn nói đến cái hiệu ứng tâm lý ở chiều rộng. Một cái cơn sấm sét vỗ xuống ở trên từ bầu trời, thì ta thấy là trong một cái đường kính vài chục cây số ai cũng nghe. Có người bị ù tai suốt cả mấy tiếng, có người đó là trốn quán suốt cả mấy ngày, có người đó bị chết cháy. Thì cái tình trạng ù tai hay là trốn ván là bị chết đó, tượng trưng cho tất cả những cái xấu nhất ở trong nhận thức, bao gồm thái độ, rồi tâm lý, rồi nhận thức, hành vi, thói quen, ứng xử, giao tế, tất cả cái đó nó bị cháy hết, cháy thui á. Còn nếu không cháy thì nó cũng say sẩm. Và say sẩm dẫn đến tình trạng là bị rũ bỏ nó chỉ là vấn đề của sự kéo theo. Chày kim cương được hiểu trong nền văn hóa của Ấn Độ giáo đó là vũ khí của Thiên Đế Thích hay là Đế Thiên Đế Thích, Indra. Nền văn hóa của Aryan có nguồn gốc từ Iraq. Chữ Iraq này lộn á, chữ C ha. Nó có một cái sự chuyển biến trong vòng khoảng mấy nghìn năm, khoảng 3-4 nghìn năm trước tiên lịch đó, thì nền văn hóa Aryan có gốc rễ từ Iraq. Tôn thờ thần Indra này là chúa tể của tất cả các vị thiên. Và khi cái cuộc diễn chinh của người Iraq với dòng giống dân Aryan có mặt ở miền Bắc của Ấn Độ đó, thì Ấn Độ đã trở thành là một nước nô lệ. Sự kháng cự dân hóa bao giờ cũng là một cái sự kháng cự thầm lặng, chấp nhận bị nô lệ về dân hóa. Dân Ấn Độ gốc đã bắt đầu chuyển xuống miền Nam, nhưng cái sự kháng cự dân hóa vẫn thầm lặng diễn ra hàng ngày hàng giờ. Cho nên trong cái thời đại của Đức Phật, tức là sau đó khoảng 1000 mấy năm kể từ khi Ấn Độ bị chiếm cứ đó, thì cái nền văn hóa thượng đế thần Indra nó đã được thay thế thần Brahma, thành Phạm Thiên. Đó là một cái cuộc trỗi dậy về văn hóa tôn giáo khá lớn, và nhờ đó mà người Ấn Độ vẫn còn giữ được cái chất đặc biệt riêng của họ mà cái nền văn hóa gốc của Iraq vẫn không có. Đây là một cái hay. Trong khi đó Việt Nam chúng ta bị ảnh hưởng 1000 năm của Trung Hoa so với Ấn Độ là ít hơn nhiều. Thế thôi mà, những cái nền văn hóa gốc của chúng ta bây giờ xem mặt mũi nó làm sao thì không ai biết được hết á. Đó là một sự tổn thất rất là lớn. Và cái nền Phật học tại Việt Nam mình cũng như là một cái nhập cảnh nguyên si nền Phật học ở Trung Hoa. Nghi thức tụng niệm hành thì cũng là như thế. Cho nên ta không có được những cái tác phẩm lớn, ta không có được nhiều các vị tiên phong về Phật học có tầm vóc, bởi vì ta thỏa mãn và chấp nhận những gì đã có từ Trung Quốc mà thôi. Còn người Ấn Độ đã không ứng xử như chúng ta. Trong Phật giáo thì thần Indra, Đế Thiên Đế hay là Thích Đề Hoằng Nhân là vua của chư thiên, được sử dụng như là một cái nghệ thuật hoằng pháp. Nếu trong Ấn Độ giáo trong thời đại của Đức Phật xem vị này là thượng đế,
qua hình ảnh của Phạm Thiên, thì Phạm Thiên đã tình nguyện nhường ngôi cho Đức Phật. Trong nền văn học Pali, chẳng hạn như là Kinh Trung Bộ, Trường Bộ và nhiều cái nền văn học khác của Đại Thừa đều mô tả là sau khi Đức Phật chứng đắc giác ngộ, thối chí muốn nhập Niết Bàn, vì sợ rằng là có đề này không có các cặp mắt tuệ giác như kim cương để tiếp nhận nó, thì Thích Đề Hoằng Nhân là có người thỉnh chuyển pháp luôn. Cái câu chuyện hư cấu mà chúng tôi cho rằng là một huyền thoại như vừa nêu đó, nó có giá trị hoằng pháp rất là lớn, bởi vì người Ấn Độ rất mê tín. Cái gì đã nhập vào trong cái nền văn hóa tâm thức của họ rồi thì khó có thể tẩy não và rửa được lắm. Thay vì nỗ lực tẩy não cho rằng đó là mê tín dị đoan, thì các tổ Trung Ấn Độ đã phương tiện cứ tạm thừa nhận là Thiên Đế Thích là Thượng Đế đi, là Brahma theo một hình thức mới đi, thì Brahma này đã nhường ngôi. Thì như vậy, thay vì để cho tín đồ đến với Ấn Độ giáo hay là Bà La Môn giáo, thì tự động người ta sẽ đến quy ngưỡng Đức Phật thôi, vì Thượng Đế của họ đã nhận Đức Phật làm thầy. Kinh Kim Cương Bát Nhã là một vũ khí diệt trừ ma quỷ để bảo vệ chân lý, từ cái hình ảnh của Prajna này, như là cái chày kim cương đập nát, nghiền nát. Từ góc độ đó ta có thể hiểu giáo dục Phật giáo không nhất thiết lúc nào cũng là giáo dục đạo đức, nó phải đính kèm theo giáo dục trí tuệ. Các ngôi chùa làm Phật sự mà chỉ gắn liền với cái phong tục tập quán văn hóa truyền thống không là chưa đủ, bởi vì cái đó nó có thể làm cho đạo Phật bị hạ cấp rất là nhiều, từ một cái đỉnh cao tuệ giác trở thành những cái dây tùm gửi của bình dân. Và do đó ta sẽ đánh mất đi cái giới trẻ và giới trí thức. Do đó nền văn học Bát Nhã này nó sẽ giúp cho mình trở về lại. Ít nhất nếu không là như thế thì là một sự bổ sung để chúng ta làm Phật sự mà không bị mất đi cái gốc cao nhất mà Đức Phật muốn nhắm tới, đó là tuệ giác. Như một công cụ để bảo vệ chân lý, diệt trừ ma quỷ nội tâm và những cái nghịch cảnh nếu có ở trong xã hội và cuộc đời. Phát thảo một cách sơ bộ như vậy để chúng ta thấy được cái đỉnh cao tuệ giác này là cái ước mong rất lớn mà tất cả chúng ta cần phải hướng về. Để thấy được cái đỉnh cao đó thì ta hãy triển khai nó dưới góc độ là 5 cái tầng cấp hay là 5 lớp, không nhất thiết là theo trình tự. Lớp đầu tiên chúng tôi tạm gọi kiến thức mặc định là loại kiến thức phổ thông. Nó có mặt như là những cái giao ước xã hội trên nền tảng văn hóa, phong tục, tập quán ở từng quốc gia, trong từng cộng đồng, ở từng liên minh hay là từng một cái cộng hưởng, cộng nghiệp của một cái thế giới nhất định nào đó. Các kiến thức mặc định đó gần như tới đâu ai cũng hiểu ấy. Ví dụ nhìn thấy cái người nào mà cạo đầu trọc lóc, mặc áo nâu, áo lam, áo vàng, biết đó là thầy chùa hay là sư cô. Đó là cái kiến thức mặc định. Bây giờ cái phong trào đầu trọc nó lan tỏa khắp thế giới, các cầu thủ cũng đầu trọc, những cái anh mafia mới của Đức cũng đầu trọc, phát xít Đức mới cũng đầu trọc, rồi các võ sĩ cũng thích đầu trọc. Trẻ em bây giờ như là một cái mốt đầu trọc 80% chưa là một cái chấm tóc. Thầy tu Ấn Độ giáo bây giờ cũng đầu trọc. Ngày 11 cho đến ngày 15 tháng 2 vừa qua, chúng tôi tham dự hội nghị thượng đỉnh Ấn Độ giáo và Phật giáo. Thì Ấn Độ giáo có nhiều giáo phái lắm. Các giáo phái của họ trước đây là đều để tóc, chẳng những để tóc mà để tóc còn bơm sờm, không có tẩy gội như là tóc của những nhà khổ hạnh ấy. Nó giống như là cái đuôi dẻ vậy. Thì bây giờ các nhà sư Ấn Độ cạo tóc hết, phần lớn là họ cạo tóc trong vòng khoảng 50 năm vừa qua. Và cái cách thức đắp y của họ nó cũng gần giống với cái cách của chúng ta khoảng 70%. Nó chỉ khác cái màu thôi. Nếu mình là màu vàng chanh, màu vàng ngoại sắc như là cái đải, vàng da bò đó, thì họ có màu vàng trầu. Vậy cho đó các nhà sư của Ấn Độ giáo và các nhà sư Phật giáo mà ngồi kế cạnh nhau mà không tự xưng rằng mình là Phật giáo, mình là Ấn Độ giáo thì người ta sẽ lầm mắt. Đó cũng là một nghệ thuật làm đạo kiểu mới đấy. Tại vì ảnh hưởng của Phật giáo trên toàn cầu lớn lắm.
Trong khi đó Ấn Độ giáo chỉ có giới hạn ở trong phạm vi của những người Ấn Độ thôi. Cho nên bây giờ các lãnh tụ của Ấn Độ giáo mới rất khôn, họ muốn thông qua các cái tổ chức thượng đỉnh như thế này để đưa cái hình ảnh của họ ra toàn cầu. Và trong các cái cuộc đối thoại toàn cầu như thế mà nếu mình không hiểu được cái mặc định và những cái giá trị của nó đó, thì không khéo ta sẽ trở thành như là một bình phong. Các kiến thức mặc định bao gồm giáo dục, và nó như là một cái công cụ để truyền đạt nhanh nhất. Ví dụ khi dơ một cái chậu này lên, hỏi quý vị đây là cây gì, hoa gì, thì quý vị chắc chắn sẽ trả lời đây là cây gì? Cây xương rồng. Tại sao quý vị có cái tên gọi là xương rồng? Vì trong cái mặt ước văn hóa của thực vật học hiện nay, xương rồng là một cây, hình thù nó giống như cái xương, và nó có gai trên toàn thân, có hoa rất là đẹp, và cấu trúc nó giống như là cái con rồng của châu Á người ta quạ vẽ vậy đó, nên gọi là cây xương rồng. Đó là một mặc định toàn cầu, nó là như thế. Cho nên kiến thức mặc định là một cái loại để truyền thông, và nó đóng vai trò 90% của truyền thông trong vũ trụ này. Do đó ta không nên bận tâm để mà cãi vã với nhau rằng cái này phải được gọi là xương rồng, cái này không được gọi là xương rồng, chuyện đó không có giá trị. Mà phần lớn trong sò người ta bị dướng vào cái đó như là chấp trước. Thì bát nhã với đỉnh cao tờ giá sẽ giúp cho mình chặt đứt cái này, thừa nhận các kiến thức mặc định trong xã hội để ta vượt lên trên nó. Loại thứ hai là kiến thức giác quan. Kiến giác quan có thể liên kết với kiến thức của xã hội, mà phần lớn của nó là dựa trên nền tảng của suy luận, rộng hơn nữa là loại suy tổng hợp, quy nạp, diễn dịch vân vân. Giá trị chân lý đúng và sai của nó rất là cao. Có khi nó là đúng, có khi nó là sai, có khi là đúng 50%, có khi sai trọn vẹn, lệ thuộc vào điều kiện ánh sáng, điều kiện quan học, góc độ, tầm nhìn, kiến thức, rồi các cái mặc định và nhiều cái góc độ khác nữa. Ví dụ chúng tôi bị cận thị khoảng 2 độ, nếu bỏ cái kiến này ra nhìn xuống cái hàng bên dưới thì thấy có mấy thầy đang mặc áo nâu, nhưng mà thầy đó là thầy đạo không biết, thầy không thấy con mắt được, không thấy được lỗ mũi, không thấy được cái miệng, thấy được cái bóng dáng thôi. Như vậy là cái kiến thức giác quan nó lệ thuộc rất nhiều vào các điều kiện sức khỏe của các giác quan và cái không gian ánh sáng vân vân. Tương tự kiến thức của lỗ tai, kiến thức của lỗ mũi, của lưỡi, của thân và ý thức tưởng tượng lệ thuộc rất là nhiều. Nói cách khác là tính tương đối của kiến thức giác quan là điều mà ta không phủ định. Hiểu được điều đó, ta không có dạy gì mà đi tranh luận với nhau. Ông A ông nói là đạo Thiên Chúa là số 1, ông B nói là đạo Hồi giáo là số 1, ông C ông nói là đạo Hòa Hảo ở Việt Nam là số 1. Mình là Phật giáo, mình biết đó là các kiến thức giác quan hết. Ta dựa vào chủ nghĩa hình thức, ta dựa vào chủ nghĩa số lượng, ta dựa vào cái gì đó, và ta thấy cái đó là cái ấn tượng, ta nói là số 1. Còn những cái nào không ấn tượng, nó là số 2, số 3, số 4. Thì kiến thức giác quan dẫn đến sự chấp trước rất nhiều, và người tu học theo năng lực tự giác là không nên bị rơi vào cái này. Thứ ba là kiến thức trực quan. Trực quan này nó có mặt ở hai đối tượng căn bản. Đối tượng thứ nhất là một sự tình cờ bẩm sinh, hoặc là một cái biến cố tai nạn nhất sinh tập tử làm cho cái lớp thùy mã trên vỏ não được mở ra. Thì vậy các cái cửa sổ về tri thức mà con người đó đã từng tích tụ qua cái chiều dài của sanh tử luân hồi nhiều đời kiếp về trước bắt đầu nó hiện lại, thì người đó sẽ có thể sử dụng khai thác cái nguồn vô tận tạng này được bao nhiêu phần trăm là lệ thuộc vào cái yếu tố vô tận ý. Mà để được cái vô tận ý như thế thì người đó không nên vì cái lợi ích cá nhân, không nên vì cái danh xưng tiếng tốt hay là quyền lợi vân vân, hay là hưởng thụ vân vân, thì cái nguồn vô tận tạng đó có thể được tồn tại là 20 năm, 30 năm, 10 năm vân vân, sau đó rồi nó sẽ hết. Còn giữ được cái trạng thái vô tận ý thì cái vô tận tạng này nó sẽ được xử lý cho đến lúc nào chúng ta nhắm mắt lìa đời. Trường hợp thứ hai là do tu tập chuyển hóa lòng tham, lòng sân, lòng si và nhiều cái bế tắc khác nữa, thì ta có được một cái loại kiến thức trực quan với một phán đoán trực tiếp rất bén nhạy và độ chuẩn xác với xác suất của nó rất là cao. Và đây là kiến thức giải thoát của các nhà
tu học Phật pháp. Ở mức độ đơn giản của nó có thể là sơ quả, nhị quả, tam quả, tứ quả, và đến cao nhất là trí tuệ Praja. Một cái loại kiến thức khác chúng tôi gọi là kiến thức quy luật, tức là nắm vững về các cái quy luật vận hành trong vũ trụ này. Ví dụ khi ta đun nước đúng 100 độ thì nước nó sẽ sôi. Nước sôi sẽ dẫn đến sự bốc hơi, bốc hơi sẽ dẫn đến độ ẩm thấp, có thể tạo thành mây, có thể tạo thành khí, có thể tạo thành cái gì đó, là tùy theo cái quy luật trong tự thân của nó thôi, không ai can thiệp được hết. Trong cái phòng học này, nếu tắt đèn hết hay là bị cúp điện thì quý vị sẽ có cảm giác là bị tối nực. Cái người muốn tiếp tục truyền đạt đạt không nổi vì nó khan tiếng, khô cổ họng. Đó là cái quy luật gọi là của vũ trụ đó, vật lý tự thân của nó là như thế. Ta có muốn thay thế khác cũng không được, chỉ có cái là tạo điều kiện thuận lợi để ta thay đổi nó theo cái cách thức có lợi cho bản thân mình. Từ cái công thức này mà một nhà khoa học gia đã phát biểu: nếu trong vũ trụ này tôi có được một cái điểm gọi là hệ quy chiếu, tôi có thể nâng được trái đất lên. Làm sao có hệ quy chiếu để mà nâng? Cho nên cái kiến thức về nhân quả vũ trụ đó, nó là một sự tương đối, nhưng nó là tuyệt đối trong tự thân vận hành của nó. Do đó kiến thức vũ trụ về vi luật mà ta có nhiều đó, thì trong giảng kinh thuyết pháp rất là ấn tượng, rất là thuyết phục. Mà bản chất tự giác của nhà Phật với những lời kinh Phật dạy có được lợi thế mà các tôn giáo khác không có. Đỉnh cao nhất của bốn loại kiến thức vừa nêu, và có thể có hàng loạt các kiến thức khác, đó là trí tuệ. Chúng tôi hiểu và định nghĩa một cách đơn giản nhất là kiến thức về nhân quả duyên khởi, để dẫn đến cái việc ứng xử phù hợp với đạo đức, không bao giờ sai luật pháp, dầu có bị áp lực, dầu có bị dí súng tới bằng cổ, dầu có hãm hại, dầu có răng đe cỡ nào đi nữa, thì cái kiến thức tuệ giác đó luôn luôn là phù hợp với trí tuệ, luôn luôn phù hợp với đạo đức, luôn luôn phù hợp với văn hóa tâm linh, chứ nó không bao giờ đi ngược đi khác, dầu chỉ là một mảy may. Sau khi nắm bao quát về năng lượng tự giác đó rồi đó, cái phương pháp luận của năng động kim cương này là điều mà chúng ta cần phải lưu tâm. Phương pháp luận này được áp dụng triệt để và thống nhất từ đầu chí cuối. Bài kinh Năng Động Kim Cang đã được phân ra thành là 32 đoạn khác nhau. Đó là nhờ vào cái công của Thái tử Chiêu Minh Đề Lương, khi đam mê cái nền văn học tự giác này, phân ra theo ý chủ quan của ông 32 đoạn. 32 đoạn đó được giữ lại một cách nguyên si trong bản dịch của Hòa Thượng Di Luật, giữ lại nguyên si trong bản dịch của Hòa Thượng Thanh Từ. Do đó nếu ai muốn giữ cái cấu trúc của 32 phân đoạn này thì quý vị đọc hai bản đó. Theo chúng tôi thì cái phần mà phân đoạn trên thì nó chưa có hợp lý lắm, là bởi vì trong đó ta thấy là về nói về bố thí ba la mật đó đã được lặp lại đến 3-4 lần ở nhiều góc độ khác nhau. Và nếu ta xem mỗi một phân đoạn đó là một cái chủ đề độc lập đó thì nó không hẳn như thế. Cho nên nếu ta làm lại một cái thống kê mới về các cái chủ đề trọng tâm thông qua các phân đoạn, có lẽ ta có chừng khoảng 20 hoài phân đoạn chứ không phải là 32. Nó có thể tóm tắt hết tất cả các vấn đề Phật học. Và mỗi một vấn đề Phật học đó đều được sử dụng theo hai công thức. Thứ nhất là buông xả theo nội dung ưng vô sở trụ mà vốn tổ thứ 6 tức là Huệ Năng đã đạt được từ lúc nghe cái câu kinh một cách tình cờ trên đường đi đốn củi, gặp một cư sĩ từ ở trên chùa Hoàng Mai vừa trở về. Thì đây là cái công thức quan trọng nhất của bản kinh, và cũng là cái công thức ngắn gọn nhất, có khả năng đi sát với được cái năng lực gọi là tuệ giác, có khả năng chặt đứt hết tất cả những nỗi khổ niềm đau. Ta khổ là vì ta bám vào, cái khổ là một thực tại không ai tránh khỏi. Đạo Phật dạy chúng ta không nhắm mắt với cái khổ, không bịt tai với cái khổ, mà phải tiếp xúc với nó bằng cách là tạo ra một cái bản lĩnh tuệ giác để vượt qua nó. Vượt qua nó bằng cách gì? Không xem nó là quan trọng, tức là vô sở trụ. Không giữ nó trong lòng là vô sở trụ. Chuyển qua nó là vô sở trụ. Và còn nhiều cái công thức với nhiều pháp môn mà ta học ở trong các truyền thống tâm linh của Đạo Phật nói chung. Cái công thức thứ hai là cái công thức thể hiện bằng văn bản học. Thì hầu như là 32 phân đoạn được Thái tử Chiêu Minh đề cập đến, nó đều có cái cấu trúc
với ba cái mệnh đề phá chấp, chúng tôi tạm gọi theo cái từ ngữ mới mà. Cái mệnh đề phá chấp này được diễn dịch theo công thức giả định, phủ định, giả định. Và nói theo thiền học của Trung Quốc và Nhật Bản đó, trước khi tu tập chứng đắc, núi sông là núi sông, cỏ cây hoa lá là cỏ cây hoa lá, với tất cả sự chấp trước của nhận thức, của cảm xúc, của thói quen, của hành động. Sau khi tu tập chứng đắc, núi sông không còn là núi sông, cỏ cây hoa lá không còn là cỏ cây hoa lá gì, vì mình không còn chấp trước nữa. Là mình sẽ hiểu đó là duyên khởi, là nhân quả, là điều kiện, là thế này, là thế kia, vân vân. Nhưng sau khi tu tập giác ngộ rồi mà cứ nhìn như thế thì ta không làm được Phật sự. Nó có thể làm cho mình chán nản, rút ngắn, hoặc là mình thấy như vậy là đã đủ rồi, thôi cứ nhập niết bàn đi, cõi đời này phiền lụy nhiều lắm, chưa chắc gì đã có ai hiểu được đâu. Ta nghĩ rằng cuộc đời là vĩnh hằng, là thường còn, cho nên đó là có giảng kinh thuyết pháp làm Phật sự thì cũng vô ích mà thôi. Do đó sau khi chứng đắc thì các hành giả tâm linh nhà Phật được khích lệ là hay quay trở về với cái kiến thức ban đầu, núi sông là núi sông, để ta mới có thể hòa quan đồng trần, hiểu với cái mặc định của xã hội, để cho nó không có những cái dị ứng, và do đó ta mới có thể đem chất liệu Phật pháp đi vào cuộc đời một cách dễ dàng hơn. Thì trong trường hợp đó chúng tôi đưa ra ba cái khái niệm mới: giả định thử nghiệm, phủ định cái giả định thử nghiệm, và chấp nhận cái giả định siêu nghiệm. Dùng từ triết học để chúng ta dễ hình dung. Giả định thử nghiệm là những cái mặt ước cuộc đời để chấp trước với những khái niệm. Bây giờ đi cãi lộn với nhau một khái niệm để làm cái gì? Về sau này kinh Bát Nhã dạy chúng ta một cái nhận thức, tức là thấy tất cả mọi danh xưng và hình tướng là vô tướng, thì ta mới khai mở được con mắt tự giác của kim cương, nhờ đó ta mới thông dong ở trong cuộc đời được. Và cái đó chính là một cái phương pháp và là chỉ nam để giúp chúng ta chấp nhận cái giả định thử nghiệm. Những cái mặc định trong xã hội ta cứ tạm chấp nhận như thế đi, cuộc đời là có lòng tham, lòng sân, lòng si, con người là có những cái giới hạn như thế, nếu nó là người phàm. Để vậy thì ta không có chấp trước cái quá khứ của họ với những nỗi khổ, niềm đau, với những hành động, với những chủ trương sai lầm, với những cái bế tắc, với những cái tắc nghẽn vân vân. Và nhờ có được cái kiến thức thừa định, giả định thử nghiệm này, ta mới có thể hòa qua đồng phần rất là dễ dàng, và sử dụng chúng như là những cái dữ liệu và công cụ để mà truyền đạt Phật học. Các vị tôn đức truyền thống đó sẽ dễ dàng có dị ứng khi mà ta sử dụng những cái ngôn ngữ thường giả định thử nghiệm này ở trong các buổi pháp thoại. Và nhất là truyền thống Nam Tông, ta chia ra là pháp lỡ cây, pháp giác cây. Pháp giác cây đó là pháp vỏ. Pháp vỏ thì những cái hơi hợp bên ngoài, 70-80% là ngôn ngữ đời thường, 10-20% là ngôn ngữ Phật học. Thì ta nói về người thiếu pháp như thế là không có chiều sâu. Ta đề cao là pháp lỡ cây, tức là nói y hệt như là nguyên nhân của bài kinh. Bài kinh nói 100% như thế thì mình lặp lại là khoảng 80-90% như là cái người thuộc kinh vậy, thì người ta sẽ đề cao là cao. Nhưng đối với cái giả định thường nghiệm mà quảng đại quần chúng sẽ có cảm giác là ngơ ngác, nghe chẳng hiểu gì hết á. Từ đây chúng tôi mới có một cái nhận xét là trong thời gian nhiều chục thế kỷ vừa qua đó, chúng ta nhiệt tình đến độ lấy cái gu tâm linh của người xuất gia để áp dụng cho người tại gia thông qua các nghi thức tụng niệm và pháp môn hành trì. Kết quả là sau khi tu một thời gian họ lơ hết, buông xả, không làm gì hết, đang thành công trong kinh tế, trong các lĩnh vực xã hội, không làm gì nữa hết, vì đã trở thành thầy tu bằng cái tâm. Ta không nên như thế nữa, mà phải dạy người tại gia là giả định thường nghiệm thôi, để họ hưởng được cái phước báo, có được nhiều công đức, nhưng đừng bị đắm nhiễm trong phước báo công đức đó là đủ rồi. Như đó là đủ xài. Cái phủ định, cái giả định thường nghiệm đó chỉ nên áp dụng khi mà những chấp trước về cảm xúc, về quan niệm, về phong tục tập quán nó có giữa con người với con người, giữa cộng đồng với cộng đồng, giữa xã hội với các xã hội, thì rũ bỏ nó đi để nó không trở thành là một trở ngại Phật. Còn nếu nó không có thì cái giả định thường nghiệm vẫn là rất tốt rồi. Cho nên đạo Phật nhân bản hay đạo Phật nhân thừa vẫn phải là đạo Phật chính tông.
cần thiết nhất cho người tại gia. Còn đạo Phật Thanh Văn thừa, Bồ Tát thừa, Phật thừa là đạo Phật cho tu sĩ, cho nên đạo Phật cho người tại gia là những cái đó. Do đó cái phủ định về những cái giả định thừa nghiệm, khi mà con người bị chấp trước vào các giác quan đối với các đối tượng trần cảnh đó, thì ta áp dụng cái phủ định này để rũ bỏ. Và cái phủ định này chính là viên kim cương, chính là trí tuệ bát nhã. Do đó sử dụng cái này trong những cái tình huống hết sức là hạn chế, chỗ nào mà cũng rũ bỏ hết thì không còn gì để Phật sự mà làm. Ta làm chùa to Phật lớn cũng phê bình, làm gì chùa to Phật lớn, Phật đâu có trong xi măng cốt sắt, không trong có trong vàng ngọc, cho nên rũ bỏ hết rồi ai biết Phật đâu mà đến chùa để mà tụng niệm bái sám. Chùa không to làm sao có cơ sở để giảng kinh, có cơ sở để tu tập, để hành trì. Cho nên không nên cực đoan và hiểu lầm sử dụng cái tiến trình phủ định những cái giả định đó là cần thiết. Nó cần thiết đối với ai, trong tình huống nào, bao nhiêu phần trăm là vừa. Nhưng mà phủ định hết toàn bộ, nó là cái sự chấp không rất nguy hiểm. Và muốn loại trừ cái phủ định như là một sự chấp trước, thì bản kinh này đưa ra cái công thức là hãy trở về với cái giả định ban đầu, nhưng đạt ở mức độ thay vì đó là thường nghiệm thì bây giờ đó là siêu nghiệm, nó không còn chấp trước nữa. Hòa quan đồng dằn, sử dụng hết mọi công cụ. Và cái đó các tổ Trung Hoa gọi là nhất thiết chư pháp vô phi Phật pháp. Đó là cái điều quan trọng nhất ta sử dụng. Và bằng cái phương pháp đó, ta có thể lấy kiến thức của xã hội học, của tâm lý học, của triết học, của giáo dục học, của nhân chủng học và nhiều cái ngành học liên hệ, nhất là nhân văn và xã hội. Chắc chắn rằng là cái việc làm đạo chúng ta trong thời đại mới rất là thành công. Ta phải đối thoại, ta phải trao đổi, ta phải học hỏi, ta phải tiếp xúc, ta phải giao lưu, chứ ta không thể khép kín như ngày xưa nữa. Nếu ta muốn cái con đường tự giác như kim cương này có cái khả năng phủ định những cái giả định chấp trước, thành công mang lại lợi lạc cho quần chúng, thì ta phải mạnh dạn hơn. Cuối cùng, áp dụng cái công thức là phủ định trên nền tảng của ba mệnh đề, thì nội dung chuyển hóa mà ta đạt được là cái gì? Trước khi đề cập đến cái này, thì chúng ta hãy đưa ra một cái ví dụ ở trong kinh Năng Đoạn Kim Cang đó. Trong đó có những cái câu như thế này, gọi là trang nghiêm Phật độ, tức chẳng phải là trang nghiêm Phật độ mà tạm gọi là trang nghiêm Phật độ vậy thôi. Cái công thức đó chúng ta thấy là thống nhất toàn bộ 32 phân đoạn của kinh Kim Cang, đưa ra cái trang nghiêm Phật độ như là một cái giả định tốt để ta hướng về. Ta phải làm hết mình, gieo trồng hàng trăm ngàn các công đức và phước báo khác nhau, nhưng đừng để cho cái tôi trong cái chủ nghĩa công đức phước báo này nó khống chế mình. Cho nên phải tự phủ định nó trong lúc chúng ta làm. Ta phải làm, nhưng rồi ta sẽ phủ định nó. Cái gọi là trang nghiêm Phật độ chẳng phải là trang nghiêm Phật độ. Cái đó chủ yếu là để chúng ta hoàn thiện các công đức, các phước báo như một yêu cầu cần thiết để đạt được minh hạnh túc, như quả vị cuối cùng mà ta cần phải có, để chủ nghĩa công thần không có mặt. Bây giờ cái chủ nghĩa công thần có mặt xong rồi là tốt rồi, ta phải trở về, không phải phủ định xong là bỏ hết, cũng phải trở về làm tiếp tục. Mặc dù mình đã hoàn tất, ta vẫn phải làm. Đây không phải là cho mình mà là cho cuộc đời. Đó là một sự chấn thật. Quý vị thử hình dung lại, cái chánh nhân của kinh thì nó luôn luôn đi theo cái công thức đó. Nhờ làm như thế ta sẽ thấy được cái sự chuyển hóa. Muốn thấy được cái sự chuyển hóa trong trí tuệ, nó khác với cái kiến thức là như một sự thay đổi, thì ta hãy sự so sánh nó với triết học thử nghiệm. Triết học thường đặt ra những câu hỏi: tôi là ai, tôi là cái gì, tôi tồn tại hay là tôi không tồn tại trong cuộc đời này. Nếu tôi có tồn tại từ lúc nào, tôi tồn tại ở đâu, các cái quan hệ trong sự tồn tại với cái tiến trình quá khứ, hiện tại, vị lai, nó là cái gì, đều là cái mối bận tâm rất là lâu xa, biết bao nhiêu thế kỷ trôi qua mà vẫn chưa có được một lời giải đáp thỏa đáng. Mỗi một học thuyết mới tạo ra một trường phái triết học mới. Nói gọn hơn, tôi từ đầu đến tôi chết về đầu. Các quan điểm về mở đề triết học này, nó là mối quan tâm của cuộc đời. Bây giờ triết học nó có vẻ rộng rãi hơn, không còn giới hạn trong thế giới quan và nhân phân quan nữa. Nó liên hệ đến tất cả mọi lĩnh vực. Cái gì là một lĩnh vực trong xã hội, cái đó nó có một hệ thống triết lý về. Cho nên triết học trong thời hiện đại rất là rộng, được xem như là cái môn học mẹ đẻ để lý giải về những vấn đề vừa điều dưới góc độ của triết lý và minh triết nói chung.
Trong đó trước học Phật giáo thì có một cái cách đặt vấn đề hoàn toàn khác. Thứ nhất, cách đặt vấn đề là tôi có đang bị đau khổ hay là tôi đang sống hạnh phúc. Mức độ đau khổ và hạnh phúc nó đang hiện tại là cái gì? Từ cách thức đặt vấn đề một cách nghiêm túc với tự bản thân mình, mình có thể giấu xã hội, mình có thể qua mặt người thân, mình có thể ém nhẹm nó trong tâm, nhưng ta không thể nào giấu và qua mặt được chính mình. Ta hãy tự đặt ra với bản thân. Và cái từ cái cách thức đặt vấn đề đó, nó đòi hỏi đến một cái nhu cầu hết sức bất thiết là tôi phải giải quyết cái khổ đau đó bằng cách nào. Giải quyết với phương pháp ứng dụng sai độ, giải quyết với phương pháp ba mệnh đề để rũ bỏ các chấp trước, thì giá trị và cái đối tượng mà ta cần phải nhắm đến trong bản kinh của Kim Cang này đó là bốn tưởng. Ở đây chúng tôi ghi lộ là bốn tướng, vì sửa lại là bốn tưởng, là tưởng nhân, tưởng ngã, tưởng chúng sinh và tưởng thọ giả. Khái niệm đã ở đây là Atman, như một cái tổ hợp năm yếu tố: thân thể, rồi cảm xúc, ý niệm, nhận thức và phân biệt. Còn cái nhân á, Bukala là con người, như là một đối tác trong mối quan hệ xã hội, thuận và nghịch, bạn và thù, các liên minh hay những sự loại trừ với nhau. Có ngã không á, nó là một cái thế giới thu hẹp, một cái thế giới độc đoán, một cái thế giới mất tự do, mất dân chủ, nỗi khổ, niềm đau, kháng cự, nổi loạn luôn luôn nó có. Lịch sử của con người nó có mặt là do cái ngã này. Nó phát triển là cũng dựa trên những cái sự tranh chấp giữa cái ngã này. Và cái đối tác để tạo ra cái sự đối cực á, nó là nhân, Bukala. Bukala cũng có cấu trúc như là cái ngã của chúng ta. Nó cũng có năm tổ hợp y hệt như trên. Và cái nhân này cho nó là quan trọng, cái ngã người khác cho là thứ yếu. Cái ngã cho này là quan trọng, cái nhân người khác cho là bình thường. Từ đó sự cạnh tranh trong loại trừ, cạnh tranh trong phát triển, cạnh tranh trong mọi đối tác bắt đầu có mặt. Trong cái diễn văn của Tổng thống Barack Obama vừa qua, quý vị để ý thì sẽ thấy là cái lời phát biểu của ông nó có một cái chiều hướng mới, đạt được cái sự đồng thuận của nhiều lãnh đạo trên toàn cầu. Nó phù hợp hoàn toàn với lúc mà ông vận động tranh cử làm tổng thống. Change we need, thay đổi chúng ta cần. Cái thay đổi chúng ta cần là cái gì đã được nói ở trong bài diễn văn: thay đổi về kinh tế, thay đổi về vấn đề quân sự, thay đổi về hâm nóng toàn cầu, thay đổi về mọi phương diện xã hội, thay đổi về đạo đức, thay đổi tâm linh. Tất cả cái thay đổi đó là cần phải được quan tâm theo cái hướng dẫn đến sự bền vững. Nhưng mà cái điều quan trọng nhất là thay đổi cái cấu trúc quyền lực mà Hoa Kỳ đã áp đặt ở trên vũ trụ này như là một cái quyền lực đơn cực. Hoa Kỳ là đại cộng sản của nhiều cái nước cộng sản khác. Vì cái quyền lực toàn cực đó khống chế khắp nơi về vấn đề kinh tế và quân sự. Mặc dù anh tự nhân xưng rằng là mình là một tư bản, trên thực tế cái cách đó là một cái cách gọi là cộng sản, đi vào một cái đơn cực là cộng sản. Và Hoa Kỳ trong thời gian qua vì đi theo cái đơn cực này cho nên cái tiền bỏ vào quân sự ở trên toàn cầu nó là hàng trăm tỷ đô la mỗi năm, dẫn đến cái sự suy thoái cái nền kinh tế của Hoa Kỳ với cái tương tác theo học thuyết dương hiệu của nhà Phật, suy giảm kinh tế toàn cầu bắt đầu được diễn ra. Bây giờ nó đang trở lại cái vết xe của thập niên 1930 của thế kỷ 20. Và Hoa Kỳ đang phải rất là lo sợ, nếu bằng không thì cái quyền lực tối cao Hoa Kỳ nó sẽ bị sụp đổ như là hai tòa nhà thương mại của Mỹ vậy, chỉ trong vòng tích tắc thôi. Từ một cái chủ trương quyền lực kinh tế và quân sự đơn cực, Barack Obama đã dẫn tới một cái nhìn thoáng hơn từ duyên khởi của nhà Phật, đó là đa cực, chia quyền lực về quân sự, chia quyền lực về kinh tế ở nhiều châu lục khác nhau để giảm bớt cái sự viện trợ. Và khi người ta có được những cái quyền lực ở những cái châu lục khác nhau thì người ta không lập ra các liên minh, những cái khối này khối nọ để đối lập lại với Hoa Kỳ. Cho đó mặc dù Barack Obama không đề cập đến, nhưng mà ta đưa quyền suy luận đó là một cái hướng đi giải quyết cái khổ đau từ việc bỏ cái đơn cực, thay thế đó là bằng một cái đa cực. Đa cực nó thuộc về duyên khởi, và đa cực nó là sự lựa chọn ở nhiều cái góc độ của văn hóa, giáo dục, ngay cả trong tâm linh nó cũng như thế. Thế vì cái mối quan hệ giữa ngã và nhân nó tạo ra cái đa cực ở trong xã hội.
Và cái đa cực này nó cấu thành cái được gọi là chúng sinh. Ngã và nhân là hai mối quan hệ hai chiều thôi. Nó có thể là hai tổ chức, hai hội đoàn, hai tập thể, hai quốc gia. Và muốn mở rộng cái đa cực đó, nó phải là chúng sinh. Chúng sinh đây không phải chỉ là thế giới của con người ở trên hành tinh này, mà phải bao gồm là chúng sinh thế giới con người ở các hành tinh khác, thế giới của các chủng loại sinh vật, thế giới của ngay cả các loài thực vật nữa. Cho cái khái niệm đa cực ở trong Phật giáo này là chúng sinh phải hết sức là rộng. Và cái lòng từ bi của Phật hướng tới là chúng sinh chứ không phải là ngã. Ngã là cái xấu nhất để hướng về, vì nó dẫn đến sự tiêu cực. Nó không phải là nhân, vì tha nhân không mà không biết cho bản thân mình, nó cũng là một cái tiêu cực đó là. Và do đó nó phải đặt là chúng sinh, tức là toàn vũ trụ. Khi mà đặt đến cái đó thì ta phải đặt ra cái thọ giả, tức là cái tính thời gian tồn tại ở trong ngã, trong nhân và trong chúng sinh này là như thế nào. Nỗi khổ, niềm đau nó tồn tại bao lâu. Và cái hạnh phúc mà con người đạt được á, là nhiều hay là ít, lợi hay là hại. Đây là thước đo. Thọ giả là một thước đo cực kỳ quan trọng. Và rất nhiều thế hệ trẻ lao vào những cái đơn cực hay là đa cực của hưởng thụ, nhưng mà không nghĩ đến tương lai, cho nên quên đi cái thọ giả, cái tính bền vững. Do đó con người trở thành thiển cận. Nền kinh tế hiện nay trên toàn cầu đã dẫn đến cái khủng hoảng của môi trường. Đó là sự hâm nóng. Nếu không được ngăn chặn, theo cảnh báo của các nhà khoa học, 50 năm nữa thì vũ trụ này, cái hành tinh mà chúng ta đang ở, 2/3 đất sẽ bị chìm vào trong biển nước. Và hai cái cực có tuyết nó đang bị phá vỡ bởi sự hâm nóng toàn cầu. Phó tổng thống Acor của Hoa Kỳ đã nỗ lực về đoạt cái giải Nobel hòa bình về vấn đề này, vì cái nỗ lực chưa từng có của ông. Toàn bộ số tiền trước đây thay vì ông đầu tư vào trong chính trị, bây giờ là đầu tư vào các hoạt động dân sự để kêu gọi cái ý thức làm giảm đi cái hâm nóng toàn cầu. Mà các quốc gia đã phát triển đến đỉnh cao đó thì cần phải dựng lại, không nên toàn cầu hóa nữa, cũng không nên công nghệ hóa, hiện đại hóa nữa, bởi vì làm như thế là tuổi thọ của hành tinh này sẽ bị chết đi. Và kêu gọi các quốc gia nghèo đó, trong việc phát triển kinh tế phải có ý thức, nếu không khéo các quốc gia nghèo sẽ trở thành sọt rác của cái khủng hoảng về hâm nóng toàn cầu. Giá trị kinh tế đạt được chẳng là bao, mà cái giá trị của tuổi thọ bị giảm sút do ô nhiễm không khí, ô nhiễm đất, ô nhiễm nước, thì con người sẽ bị trở thành là chết sớm. Nó sẽ là cái mối quan tâm mà chúng ta không thể nào bỏ qua. Như vậy khi mà đặt ra cái chiều kích phá chấp về 4 tưởng cho ngã là thường hằng, cho mối quan hệ của con người là thường hằng, cho tất cả các chúng sinh là do Thượng Đế tạo dựng vân vân, có số mệnh và cái tính tuổi thọ dài và ngắn để tạo ra các quan điểm chấp trước là thường còn hay là mất hẳn hoàn toàn, đều tạo ra những áp tắc chấp trước mà trọng tâm của bản kinh này buộc chúng ta phải giải mã và ứng dụng. Trong lúc sử dụng kinh Kim Cương hay là nội dung giáo pháp kinh Kim Cương như một công cụ, tạm gọi là Dhamma, thì sự chuyển hóa các cái hoạt động phi pháp về nhận thức, về cảm xúc, về hành vi không nên được xem nó là cứu cánh trong tự thân của nó. Nó chỉ được xem là công cụ thôi. Và hình ảnh công cụ hay nhất của bản kinh này đó giống như là chiếc thuyền, sẽ là một sự dạy dỗ. Sau khi thành công rồi, ta đội chiếc thuyền lên trên đầu mà đi. Ta để chiếc thuyền ở trên bàn thờ để mà cúng bái lễ lại. Cái vế thứ hai đó phủ định các cái giả định là một công cụ. Công cụ đó được tháo dỡ xong rồi thì bản thân của công cụ đó cũng cần phải được sử dụng một cái loại tháo dỡ khác, đó là kim cương, để xóa đi hết. Lúc đó ta mới được gọi là hoàn tất được. Thì đó là cả tiến trình của sự tu học ở trong kinh Năng Đoạn Bát Nhã mà chúng ta sẽ phải tham khảo và nghiên cứu qua. Pháp âm Đạo Phật ngày nay xin khép lại nơi đây. Quý vị muốn thỉnh hoặc ấn tống các đĩa CD về Đại Tạng Kinh Việt Nam, các kinh sách do Thầy Nhật Từ biên soạn, các bài pháp thoại, các CD về âm nhạc Phật giáo, cũng như muốn đóng góp vào các hoạt động từ thiện của Đạo Phật ngày nay, xin vui lòng liên lạc theo địa chỉ: Công ty trách nhiệm hữu hạn Đạo Phật ngày nay, Chùa Giác Ngộ, số 92, đường Nguyễn Chí Phường 3, quận 10,
thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Điện thoại 0838394121, 0838335914, 0938632991, 0937693196. Email buddhismtoday@yahoo.com, Thích Nhật Từ @yahoo.com, website www.buddhismtoday.com, www.tusachphanhoc.com.